Việc người lao động làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và cũng gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu xuất khẩu lao động của tỉnh Thanh Hóa. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các đơn vị địa phương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn lao động làm việc, cư trú bất hợp pháp và cũng để tạo cơ hội cho các lao động khác có nhu cầu xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc. Một buổi gặp gỡ giữa chính quyền xã Đông Quang, huyện Đông Sơn với gia đình có người thân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Người dân được chính quyền địa phương phân tích những rủi ro, nguy cơ người lao động phải đối mặt khi làm việc và cư trú bất hợp pháp. Thông tin về những quyền lợi của người lao động khi về nước đúng thời hạn để gia đình vận động con em về nước. Nhờ việc tuyên truyền vận động thường xuyên nên từ đầu năm đến nay, xã Đông Quang đã có 17 trong số 35 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Về phía ủy ban dân á, thì cũng đã tuyên truyền vận động bằng nhiều cái kênh, bằng các hình thức trên các cái hệ thống loa truyền thanh của xã, trên các cái thông tin đại chúng, và cũng đặc biệt là tuyên truyền cho các lao động biết là đối với việc mà lao động bất hợp pháp đó là cái vi phạm, thì từ đó mà các đối tượng cũng đã, các cái lao động đó cũng đã nhận định ra được rồi. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động tiếp và tuyên truyền tiếp sâu rộng hơn nữa. Để giải quyết tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các văn bản giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động các huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương cũng thành lập tổ tư vấn để giúp Ủy ban Nhân dân xã đến các gia đình có người thân cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc tuyên truyền, vận động gia đình kêu gọi con em trở về nước, niêm yết danh sách lao động cư trú bất hợp pháp và lao động hết hạn hợp đồng phải về nước tại nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn. Đặc biệt, các giải pháp tạo việc làm cho lao động sau xuất khẩu cũng được tích cực triển khai và được coi là giải pháp căn cơ giúp người lao động yên tâm về nước làm việc. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều các hoạt động như ngày hội việc làm, rồi là tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, online, cũng như kết nối với các địa phương trên cả nước để hỗ trợ người lao động tìm kiếm những công việc có phù hợp. Sau khi các cái công dân xuất khẩu về, thì một là sản xuất kinh doanh, hai là buôn bán, ba nữa là tham gia các công ty xuất khẩu, tham gia các cái công ty tại địa phương. Hiện nay là cái nguồn lao động của địa phương đang khan hiếm, và đặc biệt là hai cái công ty lớn, công ty may Phú Anh và công ty may Vinaco là đang thiếu nguồn lực. Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang làm việc với phía Hàn Quốc để xác định lại số lao động đã chuyển đổi tư cách lưu trú và đưa ra khỏi danh sách lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là công tác tuyển chọn, đào tạo, đặc biệt là việc giáo dục định hướng cho người lao động của các đơn vị địa phương trước khi đưa người đi xuất khẩu, tăng cường bám sát những người đã xuất khẩu lao động để tuyên truyền, vận động lao động về nước khi hết hạn hợp đồng, xác định trách nhiệm của gia đình người lao động trong việc vận động người thân trở về nước. Có như vậy mới sớm cải thiện được tình trạng lao động bỏ trốn hay cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.